có biết khói thuốc lá lưu lại rất lâu trong không khí, bám trên quần áo, thảm sàn, đồ nội thất. Khói thuốc lá chứa hàng ngàn chất độc hại như formaldehyde, benzen, carbon monoxide, là nguyên nhân gây bệnh ung thư, đột quỵ, viêm phổi cho cả người hút và người không hút, nhưng thường xuyên hít phải khói thuốc. Để bảo vệ sức khỏe cho mọi người, luật phòng chống tác hại thuốc lá nghiêm cấm hút thuốc lá trong khách sạn. Hãy gọi 1800 6606 để được tư vấn cai thuốc lá miễn phí.